Vâng, xin chào anh em đang xem kênh Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên. Hiện tại thì em vẫn đang sẵn kho hai miền Nam Bắc anh em nhé, thành phố Thái Nguyên và quận 12 Hồ Chí Minh. Những tấm pin Long Di 445W, giá từ 1.600.000, chất lượng mà xịn sò, hàng loại A có QR code, anh em kiểm tra check thoải mái anh em nhé. Chiều nay thì em giới thiệu với anh em một cái khối pin, pin lithium anh em nhé, 280Ah. Em thì em chỉ khoái làm 280Ah này và em chỉ có mỗi một loại 280Ah thôi. Ngoài cái loại của em cung cấp ra thị trường thì nó là chủ yếu là 48V 280Ah. Đấy. Và 24V 280Ah, 12V 280Ah. Ok anh em nhé. Đấy. Các cái mẫu này là em đều đóng sẵn chưa? Mà đóng sẵn như thế nào? Tại sao lại cần phải đóng sẵn thì ở cái video này em sẽ giới thiệu với các bác. Ok. Ở trước màn ảnh của các bác là một cái khối pin lithium 51,2V 280Ah. Nếu cái khối này đầy thì nó lưu được trên 14 kWh điện anh em nhé. Trên 14 kWh điện anh em mình hiểu. Mình đơn giản cái này thôi, lấy 51,2 nhân với lại 280Ah thì nó trên 14.000 đấy, thì nó tính ra là 14 kWh điện. Thì thực tế mà nói là anh em mình mua những cái xeo rời này, vì nếu nó bây giờ nó rẻ anh em ạ. Chứ còn nếu mà mua hãng ấy thì nó đắt. Đấy, mua những cái xeo rời này thôi. Mua những cái xeo rời này, vấn đề là về anh em tự đóng thì đóng tự. Thì ở cái video này luôn. Ok nhá. Đóng hộ luôn. Tất cả cái mạch như thế này, em đã ráp sẵn vào như thế này rồi. Đấy, cái này là mạch JK 150A cân bằng 2A nhá. Có giao tiếp với lại lắc power, với lại diode, với lại lumen tree. Giao tiếp tắt. Ok. Đấy. Và cái điều đặc biệt ở cái video này thì mình có thể là sử dụng như thế này. Em ráp sẵn cho các bác như này. Nhưng nó lại xảy ra một vấn đề là với cái khối pin này. Đấy, 280Ah mà 51,2V thì nó nặng hơn 100 cân. Nếu như các bác nhà một tầng thì không nói gì, bốn ông thay nhau cho vào cái tai này sách ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà những cái ông mà nhà ba tầng mà cầu thang hẹp ấy thì bê lên cái cầu thang quả là một vấn đề luôn. Đấy, để khắc phục cái điều đó và để gửi hàng cho nó dễ dàng thì em đấu sẵn như thế này anh em nhé. Đấu sẵn như thế này. Và đánh dấu luôn. Đánh dấu luôn từ B1 này. Đây là cực âm này. Đấy, B+1 này, B+2 này, trên này nó cũng ghi luôn này. B+3 này. Đấy, cho đến hết. Đấy, các bác cứ bem mà thôi, trên cái cầu này thì em đánh dấu rồi. Cái nào là B mấy rồi, B10 này, B11 này, B12 này, B13 này. Thì cứ cái số nào các bác dẫn vào cái ốc đó các bác biết bắt ốc lại cho em. Thế là xong. Ok nhá. Các bác tháo rời này lên, các bác tháo rời ra. 16 xe pin như này các bác làm cho em 4 hộp, mỗi hộp 4 bình, thế là mình bê lên tầng 3 lên tầng 5 thoải mái. Sau đó mình đặt yên vị cái pack pin này, cái khối pin này. Mình lại ghép lại, đây bên này dương này, em đánh dấu này, dương này, bên này âm này, ở cái video này anh em nhé. Ok, còn tất cả cái khu vực mạch dưới này này em đấu rồi. Ok, mà kệ nó không cần quan tâm. Quan tâm cái cực âm này, quan tâm cái cực dương này, và quan tâm các cái số này. Các bác ghép tròn lại cho em, ok nhá. Đấy, các bác tí nữa thì em sẽ tháo rời cả cái khối này ra để giao cho khách hàng của em, bởi vì người ta mang lên tầng 3 cái cầu thang bé, không thể bê được, không thể vác được, bốn ông không khênh được. Và di chuyển nó rất khó. Thì anh em mình tháo nó ra, tháo rời nó ra. Sau đó là lót lại thôi, xong bắt ốc lại. Bắt ốc lại thì cũng lối tiếp như nào, các cái xe 1 lối tiếp, xe 2 lối 3, lối 4, lối 5, lối 6, lối đến 16 thì thôi. Ok, rất là dễ dàng. Và ở đây, cái mạch này là mạch JK anh em nhé. Có nút bấm này, sau khi mình bấm xong hết rồi mình bấm nút phát là nó hiện hết các cái số lên. Ok, đấy, hiện tại là mình đang chạy này. Và em đo điện áp cho anh em xem này. Đấy, đo điện áp luôn nhá. Đo điện áp cho anh em xem là bao nhiêu volt này. Cái khối pin đây. Đo điện áp luôn. Đấy. Đo điện áp của cái khối pin này. Đây. 52,33V anh em nhé. 52,3V. Đấy, với cái khối pin mà mới tinh này, chưa sạc xả lần nào. Thì các cái xeo rời đó được ghép lại như thế này. Và chính tay em ghép luôn. Đấy, em đánh dấu hết các bác về chỉ có ốp vào và bắt ốc lại thôi. Có mỗi thế thôi. Chứ còn thì đi đâu cũng được, di chuyển đâu cũng được, mang cái vỏ thùng thì nó nhẹ thôi, nó hơn chục cân. Cộng với lại các cái xe rời kia mình dỡ ra 4 thùng. Thế là mình bê lên tầng 4, tầng 5 thoải mái. Sau khi yên vị mình ghép lại, đặt lại và đặt theo đúng sơ đồ như thế này. Trên thanh thì nó có rồi, đúng không? Trên thanh nó có số rồi. Đấy. Và các cái đầu dây này đều có số luôn. Các bác cứ ghép vào đúng cái thanh đấy là ok, ăn ngay. Đấy. Sau đó các bác bấm nút này cho em phát là có điện xài luôn. Với cái khối pin 51,2V này, 280Ah, nó khi nó đầy, nó lưu được hơn 14 kWh điện. Cái số này nó sẽ được con lắc power hoặc con diode hàng ngày nó sẽ theo dõi và nó giám sát. Khi sạc được vào bao nhiêu nó sẽ báo cho các bác là hôm nay, ngày hôm nay sạc được 14 số và xả ra 14 số. Đấy. Thì lưu ý là cái này nó có giao tiếp luôn. Đấy. Thì các bác để cài đặt ở cái mức là 20% thì cho máy nghỉ, cho pin nghỉ.
thì nó sẽ rất bền và hiệu quả. Các cái cell pin này đã được cái mạch này nó cân bằng ở cái mức 2A anh em nhé. Đấy, mạch sạc xả JK đấy, 150Ah, 150A. Đấy, và mạch cân bằng bản thân của nó tự cân bằng với nhau với cái dòng điện là 2A anh em nhé. Đấy, cho nên là các bác cứ để như thế này thì hàng ngày cái mạch này nó tự cân bằng, ngày này, giờ này, tháng này cứ đều đều như thế nó cân bằng hết. Nếu có lệch thì cũng cân bằng được. Và cái app của con này nó hay một cái là mình có thể quan sát qua app được anh em nhé. Vào cái app JK đấy, anh em mình quét Bluetooth ấy là nó sẽ hiện ra cái này. Và anh em mình nhấp vào đó, anh em mình sẽ biết hết được các cell này là bao nhiêu A và lệch như thế nào, cell nào cao, cell nào thấp, đấy, đang sạc xả như thế nào, tại sao nó lại sự cố như thế nào. Nó ok hết, anh em mình có thể cài đặt được là điện áp ngắt và điện áp đầy. Đấy. Và ấy lại cài đặt kết hợp với lại cài đặt của trên lắc hoặc là trên Dyer hoặc trên Numenchi. Thì nó cực kỳ bền bỉ và tiện lợi anh em nhé. Cái app của nó là app JK. Đấy, thì lát nữa em cũng sẽ cho các bác xem luôn cái app đấy và cái cách cài đặt nó như thế nào. Ok. Đấy. Thì với cái khối pin như thế này thì đơn giá của nó là em bán 27 triệu anh em nhé. 27 triệu một khối pin như thế này. Và bảo hành 1 tháng anh em nhé. Với cái khối pin này gần như là anh em tự đóng, em đóng giúp thôi. Chứ còn thì không phải là hàng của hãng, nên là bảo hành 1 tháng anh em yên tâm sử dụng thôi. Để khẳng định rằng là chất lượng không có vấn đề gì. Chứ còn không phải là bảo hành đến vài năm như những cái pin khác. Đấy, vài năm pin khác thì các bác phải mua đến cái khối này. Với cái tầm tiền đấy nó khoảng tầm 40 triệu anh em nhé. Thì mới có bảo hành vài năm. Chứ còn bên em chỉ có bảo hành 1 tháng. Bác nào thấy hợp lý này, tin tưởng về chất lượng này, về độ an toàn này thì cứ quật thôi. 27 triệu anh em nhé, 27 triệu một pack pin như thế này. Đầy đủ thùng này, mạch này, đấu sẵn như thế này này. Và các cái đầu dây được đấu nối và được đánh dấu sẵn như thế này hết. Anh em chỉ có nhấc ra này, đấy, nhấc ra đặt vào, sau đó là bắt ốc lại, như thế thôi. Đấy, các bác có thể xem cái video này. Còn cái phần mà đấu mạch này các bác cũng không cần quan tâm bởi vì em đấu sẵn rồi. Em đã thò lên đây một dây đen và một dây đỏ, các bác gắn vào đây là xong. Ok nhá, các cái dây tín hiệu như thế này để nó bắt tín hiệu của các cell pin. Thì nó đều đấu sẵn rồi, nên anh em mình chỉ việc xài thôi. Ngoài ra thì các bác cũng có thể là tự đấu chỗ lối cho mình những cái hệ pin 12V 280Ah, 24V 280Ah. Đấy, với cái cell lẻ là em bán 1.250.000 bao phí vận chuyển. Ok, nếu như các bác mà không thạo lắm thì em cũng sẽ đấu sẵn như thế này. Và các bác chỉ việc sử dụng thôi với cái pin 12V cũng như là pin 24V. Đấy, ba mẫu như thế và em cũng chỉ duy nhất bán chỉ có bán 280Ah thôi, còn 100Ah là không bán anh em nhé. 100Ah và 3.2V này em không bán, em chỉ bán duy nhất một loại này nên các bác đừng hỏi mất công vì là bên em nó chỉ có thích to thôi, không thích bé. Và bây giờ thì pin nó rẻ như quy rồi đấy. Ví dụ như cái thùng này là lưu được 14 số điện mà giá chỉ có 27 triệu, nếu như các bác mà mua ắc quy thì còn nhiều tiền hơn ấy. Đấy, cho nên là anh em cân nhắc, bởi pin thì nó sẽ độ bền của nó sẽ lâu hơn và dùng nó cũng sướng hơn, đấy, ổn định hơn. Và mọi thứ là nó rất là ok và tuyệt vời. Đấy, các bác có thể là đấu với hệ 12V với cái thùng này và hệ 24V với cái thùng này và hệ 48V cái thùng này. Em chỉ có pin 280Ah thôi anh em nhé. Với cái những cái thùng pin, những cái khối pin mà đấu sẵn như thế này, anh em mình chỉ có về ráp lại lên đưa lên tầng 3 là ok thôi. Ok, các bác có những cái nhu cầu đam mê về điện năng lượng mặt trời, về tấm pin, về thiết bị inverter. À đây, giới thiệu với các bác, khoe với các bác đây. Hàng vẫn còn đầy đây để chuẩn bị lên đường. Ok, các bác liên hệ số điện thoại 0989 971 780. Xin chào các bác nhé.